coi, đang ra cái đầu này à, đầu già của các bạn, đầu này hơi lúng. Nói chung là cái đầu này nó hơi lúng đó em, trời cũng nhiều. Đây lúa xẹp, chúng ta đang chơi phượt lúa xẹp, tốc độ cũng ghê lắm các bạn ơi. Anh em thấy không? Bên kia đang rút đồng anh em. Bên đó giờ cắt xong rồi rút xong đốt anh em ơi, sợ mưa. Tại vì nghe đồn bão vô vậy đó anh em ơi. Quá tệ anh em, không ai là sói chạy kịp ghê. Đó giờ mình quay cũng máy chứng ba này cũng nhiều lắm các bạn ơi, nhưng mà chưa thấy máy nào chạy nhanh như máy này á. Ngoại trừ cái con 100 blood nha anh em. Cái đó là không phải chứng ba đó, nó những con 100 blood rồi. Rồi máy chứng ba kia thì chạy bình thường đó các bạn ơi. Có 100 blood thì chiếc này là chạy nhanh nè. Đây lúc đó là lúng chừa lại bây giờ ủi các bạn ơi. Rồi đúng anh em, đang chơi tới bến cũng lúng rồi, rơi không rồi, rơi chưa. Tốc độ em không bằng nhưng mà cái hàng bánh to hơn, chạy cũng nhanh lắm, nó không chậm đâu nghe các bạn. Lúa xẹp nhưng mà cái này nó hưa anh em ơi, quá bụi. Mà cái ô em này bụi á, cái này nó bụi nó đỡ các bạn ơi, xanh xanh nó dai thấy bờ luôn á. Rồi đúng rồi anh em. Anh tấn lúa 100 lẻ này là anh không có bao tay ấy luôn, phải xà lỗn là đầu chằn tấn luôn các bạn ơi. Buổi chiều cho bữa nay quay gặp tấn lúa này nãy thì chết đứng không biết ngứa luôn anh em. Đó chơi sao một xà lỗn nè, áo ra tay một cáo đá banh cầu thủ đi đá bóng cái gì các bạn, phải đi tấn lúa nghe anh em. Đó giữ vàng cho anh chưa rồi, anh em mới kéo dòng lúa nè. Chạy ghê không, điêu luyện. Rồi đây mới gọi là vua tốc độ nghe anh em, vua tốc độ lớn sập gì chạy cũng nhanh mới gọi là vua tốc độ các bạn. Thì mình có quay 93 chạy đuối sập rồi, 102 bờ gồ mình cũng quay đuối đứng chứ chưa quay đuối sập anh em ơi. Tại vì 102 bờ gồ thì chạy những cánh đồng mà không có là kim bữa mấy bữa anh chạy là mình bắt đi cắt nè, không có không đi quay cho các bạn coi á. Thì bây giờ coi 100 con 93 này chạy đuối sập là mát kìa, mát nhanh luôn. Đấy chạy ghê không, như một chị hàng tốc độ anh em ơi, quá dữ. Rồi lúc đó đúng nó ve lại đây các bạn. Thấy để cho nó xíu xéo đi qua cho nó dễ một chút. Màu header nó là xong rồi các bạn ơi. Màu lắm, hai chiếc máy to mà. Một con vua tốc độ với một vua máy cắt mà hai con vua rồi các bạn. Không có lúa nào làm khó được hai ông này chứ các bạn ơi, hai ông này là hai ông vua rồi. Giống như như 93 là vua của nước Mông Cổ vậy đó các bạn, 105 là vua nước Trung Quốc vậy đó, thấy không ghê không. Đúng rồi, mình so sánh dữ dằn chưa. Hai ông này thì ngang cơ anh em ơi, chạy tính ra đấu đứng là chạy ngang cơ. Nói chung mà chạy và bỏ cho ngự khuôn thì không chắc 100 lẻ không ăn 93 nổi đâu. 93 chạy muốn nhỉnh hơn đúng không, chừng nữa các bạn. 93 này tốc độ ghê rồi, đuối xẹp này 93 chạy nhanh 200 lẻ cho anh em. Tại hàm nhỏ chạy rất là tốc độ,
Đây còn đường cuối nhường 100 lẻ chơi luôn nè các bạn ơi. Anh đi đổi cái lúa sạch bên kia các bạn. Nãy cái chỗ đó là chỗ của chiếc 100 lẻ mới mất lầy nãy á. Để chạy rất là nhanh nha anh em. Rồi cái này là xong rồi đấy các bạn ơi. Chắc đường nó ra đường vô nó là rồi. Rồi xong các bạn ơi, chạy cái ganh lại cái lầu coi. Máy này chạy cái gì cấp độ các bạn ơi. Chạy ganh cũng chạy tốc độ luôn. Chắc quay qua đây là như ủi đường gom. Phải ủi đường gom cho máy kéo đi qua cái đường mương này mới được các bạn ơi. Cái ông ủi thì hơi khó, đấm đuối rồi nha. Đây xả cái ganh đó là xong cái miếng này các bạn. Hai khuôn chạy rất là ma khuôn này, như nãy nghe nói đâu chụp công gì thằng các bạn ơi. Rồi xong rồi đó nè, quay vô 100 lẻ thì đang cũng cắt cái ganh nữa các bạn ơi. Rồi giờ để cho lúa nè. Đang đó lúng hồi nãy bơi ra đó, giờ dứt luôn. Mà kéo bên là kéo nãy giờ khu này mà hai chiếc kéo không được chia vào thôi, chia ra cho đều. Rồi máy 93 vô trước các bạn ơi, ảnh qua cái mương xuống này, qua cái mương cái chống sự cái cù bên kia các bạn. Còn cái cù khoảng một công đắc gì nữa các bạn ơi. Rồi cái cầu nữa.